Lúc trước nghiên cứu hồn đạo khí hình người tới trình độ nhất định về sau, điểm trọng yếu nhất khốn nhiễu đám hồn đạo sư chính là như thế nào tiến hành khống chế hồn đạo khí này. Theo bọn hắn nghĩ, bản thân hồn đạo khí cho dù linh hoạt cũng không có khả năng linh hoạt bằng hồn sư, cũng là nguyên nhân chính vì cái gì hồn đạo khí hình người cỡ nhỏ không được công nhận. Đã linh xảo không đủ, vậy sẽ phải dựa vào uy lực đến giải quyết, cho nên cơ hình hồn đạo khí hình người mới càng được tán thành. Thế nhưng mà cự hình hồn đạo khí hình người nghiên cứu tới trình độ nhất định về sau, hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt phát hiện ra muốn khống chế cái đại gia hỏa này đã không phải là năng lực cá nhân của hồn sư có thể đạt tới, coi như có thể thông qua một chân pháp trận phức tạp tiến hành khống chế cũng sẽ khiến đại gia hỏa này trở nên cực kỳ cồng kềnh. Trên chiến trường ngay cả di động cũng khó khăn, cũng chỉ có thể dùng làm pháo đài, liên hoàn toàn mất đi sự tính nghiên cứu ban đầu. Dưới tình huống này, đám hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết, muốn khống chế đại lượng hồn đạo pháp trận phức tạp để cơ hình hồn đạo khí hình người trở nên linh hoạt, vậy thì cũng chỉ có dựa vào suy tư của con người mà không phải thông qua hai tay điều khiển các loại linh kiện đến khống chế. Thế nhưng mà yêu cầu đối với tinh thần lực lượng là cực cao, hồn đạo sư cấp 9 đều chưa hẳn có thể đạt tới yêu cầu này, trừ phi là phong hào đấu la hệ tinh thần mới có khả năng hoàn thành. Thế nhưng phong hào đấu la hệ tinh thần trên toàn bộ đấu la đại lục cực kỳ là hiếm thấy, hồn sư của đế quốc Nhật Nguyệt đại đa số đều là hồn đạo sư, hệ tinh thần đã ít càng ít, bởi vậy lúc mà nghiên cứu liền lâm vào bên cạnh. Mà bên phía Hiên Tử Vân, nghiên cứu liền không có phần phiền phức này. Đầu tiên hắn nghiên cứu chính là cỡ nhỏ, bản thân hồn sứ thông qua thứ chỉ dẫn phát ra cơ quan liền có thể khống chế. Hắn đồng thời cũng không hề từ bỏ ý niệm dùng tinh thần khống chế hồn đạo khí hình người. Vũ Hạo chính là hồn sứ hệ tinh thần sẵn có, hơn nữa tương lai tất nhiên có thể trở thành phong hào đấu la. Đồng thời lúc mà khu động hồn đạo khí hình người cỡ nhỏ cần tinh thần lực lượng liền phải ít hơn nhiều. Bởi vậy Hiên Tử Vân liền bắt đầu chính dựa theo lý niệm đó, từng bước chế tạo ra kiện hồn đạo khí này. Sau khi Vũ Hạo mặc lên hồn đạo khí hình người, mi tâm cấp tông cùng một khối bảo thạch trong suốt dán vào trong cùng một chỗ, ý nghĩ tinh thần của hắn cấp tông truyền vào toàn bộ bên trong hồn đạo khí. Một khắc này, hắn cảm giác được bản thân kiện hồn đạo khí hình người này đã trở thành một phần của thân thể hắn. Ý niệm điều khiển cũng không thế, thân thể cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa hết thảy phối trí nội bộ cũng nằm bên trong khống chế tinh thần của hắn. Giữa tình huống vẫn không có mở ra vận mệnh nhãn, lấy cường độ tinh thần lực lượng của Vũ Hạo, khu động một kiện hồn đạo khí cấp 7 đều rất dễ dàng. Hiên Tử Vân cũng không phải là không muốn đem hồn đạo khí hình người làm đến trình độ cấp 8, thế nhưng khổ nỗi không có vật liệu đủ tốt. Một vấn đề khác hạn chế hồn đạo khí hình người cỡ nhỏ chính là ngay tại cường độ tự thân. Nếu như bản thân hồn đạo khí còn không có cường độ thân thể cao như hồn sư, hoặc là phòng ngự còn không bằng bản thân hồn sư, vậy thì còn sử dụng nó làm cái gì đây? Chính Hiên Tử Vân cho rằng lực phòng ngự của hồn đạo khí hình người cấp 8 ít nhất phải có thể tiếp nhận công kích cấp bậc phong hào đô la mới được. Muốn làm một điểm này, vật liệu liền trở thành vấn đề cực kỳ trọng yếu, chỉ ít là trước mắt của hắn còn giải quyết không được. Mặc vào hồn đạo khí hình người, tốc độ của Vũ Hạo bỗng nhiên gia tăng. Hồn đạo khí hình người này hắn thậm chí không muốn sử dụng trước mặt Bạch Hổ công tước, dù sao thế nhưng chỉ là thứ mà ngay cả đám hồn đạo sư đế quốc Nhật Nguyệt cũng tất nhiên muốn động tâm. Nó cũng đại biểu cho kết tinh nghiên cứu hồn đạo khí của đồng môn, giống như đế quốc Nhật Nguyệt tuyệt đối không hy vọng hồn đạo khí tham chắc siêu cao rơi vào trong tay bọn họ. Đồng dạng thì Vũ Hạo cũng tuyệt đối không nguyện ý để bí mật của kiện hồn đạo khí này bị người khác biết, mình hiểu cũng giống như vậy. Ba đôi cánh chim bộc phát ra quang mang, thân thể của Vũ Hạo ở trên không trung nhoáng một cái lập tức gia tốc, hướng về phía hồn đạo sư cho mình một pháo vọt tới. Hiên Tử Vân thiết kế cho hắn cũng không phải là chiến đấu tầm xa, mà là cận chiến, bởi vì bản thân của Vũ Hạo am hiểu nhất chính là cận chiến. Thông qua hồn đạo khí hình người tăng phúc, để phần uy lực am hiểu lần nữa gia tăng, để cao sức mạnh chiến đấu cùng với năng lực sinh tồn của Vũ Hạo chính là dự tính ban đầu của Hiên Tử Vân khi mà chế tạo ra hồn đạo khí này. Bằng vào hồn đạo khí hình người cấp 7, trong chốc lát tốc độ của Vũ Hạo cơ hồ gia tăng gấp đôi, đã tới trình độ cường giả hồn đấu la. Cơ hồ chẳng qua chỉ là công phu hai lần chớp mắt, liền đến cách tên hồn đạo sư sử dụng lôi đỉnh trọng pháo không xa. Tên hồn đạo sư đó bờ vai khiêng lôi đỉnh trọng pháo, hồn đạo khí tham chắc sóng âm một mực tập trung vào vị trí của Vũ Hạo, đột nhiên phát hiện ra điểm sáng nhỏ trên hồn đạo khí tham chắc sóng âm cấp tốc đến gần, hắn cũng giật nảy cả mình. Có điều thân là hồn đạo sư thân niên, phản ứng của hắn cũng nhanh vô cùng, không có thời gian thu hồi hồn đạo khí tham chắc ở trên tay, lập tức liền buông tay vứt bỏ hồn đạo khí tham chắc sóng âm, đồng thời một lồng ánh sáng màu trắng lập tức lấy thân thể làm trung tâm hướng ra ngoài phát động. Hồn đạo hộ trào cấp 7, vì này thế nhưng trước là hồn đạo sư cấp 7. Không chỉ có như thế, một tầng kim quang ngay sau đó liền từ trên người của hắn sáng lên. Thân là tiểu đội trưởng của chi tiểu đội này, trên người của hắn còn mang theo
vô địch hộ cháo sử dụng một lần. Đồ chơi này cũng không phải tiêu chuẩn phân phối của đế quốc Nhật Nguyệt vì tổn quá đắt đỏ, là chính hắn góp nhặt vật liệu tự chế tác. Tốc độ của Vũ Hạo làm hắn hoảng sợ, loại tốc độ này thế như trước chính là cường giả cấp bậc Hồn Đấu La. Hắn cũng không muốn bị một kích xử lý, cho nên mới quyết định thật nhanh xuất sao vô địch hộ cháo. Thế nhưng mà khiến vị hồn đạo sư cấp 7 này không tưởng tượng được chính là cùng kinh cường đại cũng không đến. Lúc điểm sáng cách hắn còn có khoảng 100 mét, đột nhiên chầm xuống phía dưới. Ngay sau đó, hồn đạo khí tham chắc sóng âm lúc trước bị hắn buông xuống liền biến mất. Sau đó điểm sáng liền bằng tốc độ kinh người lướt sang một bên. Tiêu tử, cẩn thận, hồn đạo sư cấp 7 điên cuồng kêu to. Lúc này không sai, Vũ Hạo lúc này không công kích hắn, công kích một tên hồn đạo sư phóng thích ra hồn đạo hộ cháo cấp 7 cùng với vô địch hộ cháo quá tốn sức, mà thời gian sử dụng vô địch hộ cháo thế như trước có hạn, tại sao phải lãng phí thời gian cơ chứ? Hồn đạo khí tham chắc sóng âm bay tới tới tay, đồ tốt hồn đạo khí cấp 6, không phải cấp 6 thì không thăm dò được khoảng cách xa như vậy rồi. Vừa than thở, Vũ Hạo đã lướt ngang ngàn mét đến trước người một tên hồn đạo sư khác. Tên hồn đạo sư này phản ứng cũng rất là nhanh, hắn cấp tốc thu hồi một hồn đạo khí tham chắc của bản thân. Đồng Giang cũng mở ra hồn đạo hộ cháo, hai tay tách ra, hai bàn tay cầm hai thanh quang đao cấp tốc làm múa lên, đem thân thể của mình ôm trọn như là một cái quang cầu vậy. Thế mà là hồn đạo sư cận chiến, hơn nữa nhìn qua thực lực còn coi như không tệ. Trên người của hắn hai vàng ba tím một đen, sáu cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Chiến tranh cũng không phải luận bàn, thời khắc mấu chốt không người nào sẽ cảm thấy của bản thân muốn giữ lại hồn kỹ, vì hồn đạo sư kia chính là như thế. Trên người trực tiếp sáng lên hồn hoàn màu đen ở vị trí thứ sáu, phía sau một đoàn bạch sắc quang mang to lớn phát động ra, dáng vẻ như là một cái mai rùa màu trắng. Phía trên có vô số đường văn, mai rùa cấp tốc hóa thành từng khối giáp phiến, phi hành về quanh vị hồn đạo sư cận chiến này, chính là quỳ giáp thuẫn trận. Vậy mà là hồn đạo sư hệ phòng ngự cùng loại với Tam Sư Huynh, lấy vũ hồn phòng ngự hồn đạo khí công kích lựa chọn tốt, không hổ là tinh nhuệ của đế quốc Nhật Nguyệt. Xem ra lần này mặc dù hồn đạo sư cùng với quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt liều thủ mình đấu sân mạch không nhiều, thế nhưng tất cả đều là tinh nhuệ, dùng chất lượng đến giải quyết vấn đề số lượng. Thế nhưng bằng vào phòng ngự này liền muốn ngăn cản ta sao? Hồn đạo sư đã toàn diện mở ra công thủ chi lực tinh thần căn cứng, thế nhưng mà những người khác cũng đang nhanh chóng hướng phía hắn tới gần, nhiều nhất là 3 giây, chỉ cần ngăn cản được nhiều nhất 3 giây, viện quân liền có thể đến. 3 giây, chỉ cần 3 giây, hồn đạo sư cấp 6 đối với bản thân lòng tin 10 phần. Tên địch nhân kia không công kích đội trưởng là hồn đạo sư cấp 7, liên mang ý nghĩa hắn không có nắm chắc. Đã như vậy, hắn hẳn là sẽ không mạnh hơn so với đội trưởng, hoặc chẳng qua là hơi mạnh hơn. Bằng vào lực lượng phòng ngự của ta, chẳng lẽ còn kiên trì không được 3 giây sao? Hắn phán đoán kỳ thật rất là chuẩn. Luận về tu vi hồn lực, Vũ Hạo đúng là cùng với đội trưởng quán không sai biệt lắm, thế nhưng đồng dạng là hồn thánh, thực lực có thể giống nhau sao? Sớm lúc Vũ Hạo còn là ngũ hoàn, hắn liền xử lý bát hoàn tà hồn sư, thời điểm thất hoàn vừa thành liền đánh diễn tả nhân bạo quân 10 vạn năm. Loại thực lực này như thế nào dùng tu vi hồn lực đơn thuần có thể cân nhắc. Bên trong hư không phảng phất là đột nhiên vỡ ra một cái khe, đạo khe hở này cũng giống như không quá rõ ràng. Hồn đạo xương cấp 6 chẳng qua chỉ là nhìn thấy một cái lợi chào phảng phất là trùng sống xuất hiện. Ngay sau đó, ám kim sắc quang ảnh liền mang theo sắc bén làm hắn hít thở không thông lập tức hiện ra. Hắn vẫn như cũ đang cố gắng vũ động song đao của bản thân, thế nhưng đột nhiên hắn lại cảm giác được trên người có một chút băng lãnh, hơn nữa dường như hết thảy cũng trở nên khác biệt. Loại cảm giác nước chảy mây trôi lúc trước dường như gặp cản trở, nguyên bản có thể khống chế hết thảy giống như cũng mất đi khống chế. Là hắn ngẩn ngơ, ngay sau đó liền phát hiện ra bản thân đang rơi xuống không khống chế được. Tốt quá, vì sao cái gì cũng không nhìn thấy. Đúng vậy, trong hư không duỗi ra chỉ là một cái lợi chảo, một cái ám kim sắc lợi chảo, ám kim khủng chảo. Phong duệ kinh khủng lập tức xé nát thân thể của đối thủ, hết thảy tự nhiên liền không nằm trong khống chế. Theo thực lực của Vũ Hạo tăng lên, uy năng của ám kim khủng chảo trong tay phải đã đủ để cùng một kích toàn lực của ám kim khủng chảo hùng cấp bậc vạn năm so sánh. Uy năng bộc phát ra như thế nào của một hồn đế, hồn đạo sư cấp 6 có thể ngăn cản đây? Bị Vũ Hạo lúc này cẩn thận, hồn đấu la cũng đều phải chột dạ, chứ nói chi là hồn đạo sư. Một kích thành công, hào quang màu vàng sậm lập tức biến mất, hồn đạo xa tuyến đạn pháo khủng bố ngưng tụ thành phong bạo lập tức bộc phát ra ở vị trí lúc trước Vũ Hạo xuất thủ. Thế nhưng hắn cũng đã bỏ đi không một dấu vết, hết thảy bạo tạc căn bản không có ảnh hưởng đến hắn. Thuấn di, kỹ năng của hồn cốt chân trái, chớp mắt sau khi xuất thủ, thuấn di liền hoàn thành. Vũ Hạo thậm chí không có đi quan sát tên hồn đạo sư cấp 6 bị mình công kích. Cái gì mà hồn đạo hộ cháo quang đao, hồn kỹ phòng ngự vạn năm, trước mặt ám kim khủng trào được hắn xung hợp ra hồn lực, tinh thần lực lượng đều là phù văn.
Hắn ở nơi đó, nương theo hồn đạo khí tham trác sóng âm, bốn vị hồn đạo sư còn lại cấp tốc tìm được vị trí của Vũ Hạo. Thế nhưng hiện tại tốc độ của Vũ Hạo thực sự là quá nhanh. Trong lúc đối thủ bốn người bảo phát ra vây kín, hắn liền đao phóng tới một tên hồn đế khác, thân hình cuối cùng cũng từ trong một kỹ mô phỏng thoát ly ra. Còn lại hai tên hồn thánh, hai tên hồn đế, trong lúc thân thể của Vũ Hạo vào tới phía trước, đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phe phía hồn đạo sư cấp 7 đang dâng dâng kia là xuyên thứ pháo. Tiếp theo một cái trước mắt, hồn đạo sư cấp 7 nhìn thấy tử kim sắc hào quang lóa mắt, oanh một tiếng, trong đại não xuất hiện ra một tiếng oanh minh. Ba người khác rung động nhìn thấy đâu có vị hồn thánh đó vậy mà ầm vang nổ tung, sau đó màu đỏ màu trắng vẩy xa từ phía xuyên thứ pháo, căn bản không có bắn ra, thân thể liền đá như là thiên thạch rơi xuống. Xảy ra biến hóa bất thường khiến ba người khác cũng giật nảy cả mình, mà lúc này Vũ Hạo cũng đã đụng vào mục tiêu xung kích của hồn đế. Trên ám lam sắc giáp trụ hiện ra hào quang lóa mắt, xuất thủ vẫn như cũ là ám kim khủng trảo, lúc này hoàng không xé rách và chết. Thời điểm Vũ Hạo phóng thích ra ám kim khủng trảo, giáp trụ trên bàn tay hoàn toàn dựa theo tâm ý của hắn nứt ra một khe hở, sau đó vòng lại nơi cổ tay, hóa thành hộ ảnh mà dày nặng. Tuy hồn đạo khí hình người này được Hiên Tử Vân mệnh danh là đơn binh chiến khải, thế nhưng vấn đề duy nhất chính là không có cách nào phóng đại ra năng lực công kích của Vũ Hạo. Ví dụ như là cực hạn băng, ví dụ như là ám kim khủng trảo, tính phá hoại của những cỗ lực lượng này cũng quá mạnh. Một khi Vũ Hạo toàn diện bộc phát ra, chỉ sợ nó không chịu nổi. Bởi vậy lúc chế tác, Hiên Tử Vân liền nỗ lực đặt trọng tâm ở phương diện tốc độ và phòng ngự, nhất là tốc độ. Thất hoàn hồn đạo khí bộc phát ra tốc độ cực hạn của hồn đấu la, cho dù là phong hào đấu la muốn đuổi kịp Vũ Hạo đều phải cố gắng một chút mới được. Nương theo tốc độ kinh người, lực chiến đấu mạnh mẽ của Vũ Hạo hiển lộ rõ ràng ở không thể nghi ngờ. Năm người cơ hồ trong vài hơi thở liền bị giết chết ba người. Hai gã hồn đạo sư khác cũng không phải người ngu, căn bản không cần giao lưu lẫn nhau, đều quay đầu liền chạy hướng về Minh Đấu Sơn Mạch bay đi. Vũ Hạo cũng không truy đuổi, mặc dù cấp tốc đánh giết ba người, thế nhưng sắc mặt của hắn ngược lại trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn nhìn thấy 10 đạo ám lam sắc quang ảnh đang bằng tốc độ kinh người hướng về hắn mà tới. Từ dao động hồn lực tỏa ra liền có thể cảm giác được lực chiến đấu của 10 người này so với 5 người trước mạnh hơn nhiều. Càng quan trọng hơn chính là những người này Vũ Hạo đã từng quen biết, còn không phải là thành viên quân đoàn hồn đạo sư Tà Quân, am hiểu nhất là tốc độ trong quân đoàn hồn đạo sư cấp thần thú hay sao? Chỉ là không có tu vi hồn thánh, 9 tên hồn thánh, còn có một tên hồn đô la. Bằng vào tinh thần tham trác, Vũ Hạo rất nhanh liền đánh giá ra lực lượng của đối thủ. Thật là cường hãn, hẳn là chân chính tinh nhuệ của quân đoàn Tà Quân đi. Vũ Hạo mặc dù rất có lòng tin, thế nhưng hắn cũng không nguyện ý đối mặt với đối thủ như vậy. Nếu như 10 người này lần lượt từng người đến, hắn tuyệt đối không sợ. Hồn đô la đều như thế, thế nhưng mà chỗ đáng sợ nhất của quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt chính là khả năng phối hợp hồn đạo khí của bọn hắn. Một khi phối hợp lại, bọn hắn liền có thể phát huy ra sức chiến đấu cấp số nhân. 10 người cộng lại chỉ sợ không kém một vị phong hào đô la, cũng không phải hắn muốn đối mặt, không thể là trì hoãn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Vũ Hạo lần nữa bạt không mà lên. Lần này bởi vì người mặc đơn binh chiến khải, lúc này tốc độ bay của hắn phải nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa bản thân chiến khải liền có thể cung cấp ra một chút lực lượng phòng ngự ngoài định mức. Hồn kỹ mô phỏng cùng với lĩnh vực tinh thần chiều nhiễu lần nữa mở ra. Những thành viên Tà Quân còn không có tới gần, không có hồn đạo khí tham trác sóng âm liền không cách nào phát hiện ra vị trí thực lực của hắn. Cùng với hồn đạo sư dã thủ, phiền toái nhất chính là bị đối phương khóa chặt vị trí, nhất là dưới tình huống một đối nhiều. Một khi bị tỏa đính, vậy thì cũng chỉ có thể trở thành bia ngắm. Vũ Hạo cũng không thích như vậy. Hồn đạo khí tham trác siêu cao đã lại tới thêm 7 cái lại 9 cái còn cũng đều bay đến. Thế nhưng Vũ Hạo biết không thể nào đợi thêm, không có khả năng đem toàn bộ 20 kiện hồn đạo khí tham trác siêu cao đều mang đi. Có thể mang đi bao nhiêu thì mang đi bấy nhiêu, không thể lại có lòng tham an toàn đứng nhất. Mới tiên hồn đạo sư của quân đoàn Tà Quân đều rất nhanh, bọn hắn chính là tiểu đội thiên phong do cuồng ngưu đấu la Vương Dịch Hành hạ lệnh xuất chiến. Tiểu đội như vậy trong quân đoàn Tà Quân cũng chỉ có 5 chi, chính là sức chiến đấu hạng hạch tâm nhất, do Vương Dịch Hành trực tiếp chỉ huy, cường giả trong cường giả. Hai tên hồn đạo sư thoát đi rất nhanh, liền cùng với 10 người này gặp nhau, cấp tông phóng ra hồn đạo khí tham trác sóng âm hướng về Vũ Hạo đuổi theo. Vừa hành động liền thể hiện ra năng lực phối hợp cường đại của bản hắn. 10 tên thành viên tiểu đội tiên phong cấp tông tản ra, so với mấy tên hồn đạo sư trước đó phân tán càng rộng. Hồn đạo khí tham trác sóng âm ở trên người của bản hắn dường như cũng hiệu quả càng tốt hơn. Sau một khắc, ẩn thân Vũ Hạo liền bị bọn hắn phát hiện ra.